Nội dung bài này sẽ kết hợp với những bài trước, những công cụ của bài trước để tạo hình đối tượng. Đây là bài rất quan trọng, chúng ta cần lưu ý và thực hiện. Trong bài này có những nhóm công cụ chính mà chúng ta cần sử dụng, đó là Freehand, Bezier, Artistic và Pen. Chúng ta cùng tìm hiểu nhóm công cụ đầu tiên trong nhóm này là Bezier. Là một công cụ vẽ tự do, tạo đối tượng mới ra. Cách vẽ như sau: click điểm A là xuất phát, click điểm B là giữ chuột uốn. Và như thế ta tạo được hình đối tượng như thế này. Muốn sửa đối tượng cho mềm mượt hơn thì ta trở lại công cụ Shape Tools F10, chọn một điểm và chuyển đổi điểm đi. Và khi đó trên thanh trạng thái này ta sẽ có nhiều tùy chọn. Ví dụ ở đây là chuyển từ đường cong thành đường thẳng, Convert to Line. Bên này ta chọn điểm cũng vậy. Bây giờ muốn chuyển điểm này thành đường cong, ta lại chọn điểm này và chọn Convert to Curve. Chúng ta uốn lên. Điểm bên này cũng thế, thì sẽ được một đối tượng cong như ban đầu. Và muốn cho đối tượng cong đều, ta chọn chế độ Symmetrical Knot. Chúng ta chỉnh cho nó cân bằng lên. Và điểm này, khi chúng ta vẽ một đối tượng rồi, và nếu nó đã khép kín thì chúng ta sẽ tô màu luôn được. Ta chọn một màu bất kỳ rồi tô. Nếu giả dụ trong một số trường hợp mà ta vẽ đối tượng ra rồi, trường hợp này rất nhiều bạn mới vẽ, ban đầu sẽ rất dễ bị nhầm. Ta vẽ ra rồi, nhìn đối tượng ban đầu tưởng khép kín, nhưng thực ra lại bị hở, thì trường hợp này ta sẽ không tô màu được. Muốn tô màu được, các bạn click chuột trái vào màu mình cần tô. Với đối tượng bị hở thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta click chuột trái vào công cụ Shape Tools, chọn lấy hai điểm này và chúng ta chọn Join Two Nodes, thì khi đó các bạn mới tô màu được. Một điểm nữa trong tô màu, khi chúng ta có một đối tượng này, chỉ có đường viền thôi. Khi muốn tô màu cho đối tượng đó, ta click chuột trái vào hộp màu, chọn màu cần tô. Khi tô xong, chúng ta bỏ màu tô này đi, thì ấn chuột phải vào dấu X trên cùng của bảng màu. Khi ta muốn tô màu viền này, thì ta ấn chuột phải vào màu cần tô. Muốn bỏ màu đường viền đi, thì ấn chuột phải vào dấu X trên bảng màu, thì sẽ bỏ được đối tượng đi. Nhưng thực ra đối tượng này vẫn còn. Tuy chúng ta nhìn không thấy gì, nhưng thực ra vẫn có, chẳng qua là nó bị ẩn đi. Ta ấn chuột phải vào ô màu đen này là sẽ thấy đối tượng hiện ra. Trong các công cụ chúng ta vừa đi, kết hợp với Pen, các công cụ như Shape Tools, rồi tô màu để tạo nên một đối tượng hoàn chỉnh như thế này. Ví dụ, chúng ta vẽ một đối tượng như này, sử dụng công cụ Bezier, chúng ta có điểm A và điểm B như vậy. Tay đòn chúng ta hướng xuống, giờ chúng ta muốn hướng lên thì ấn nút C điều chỉnh. Các bạn nhớ là chuột vẫn đang phải giữ nhé. Khi đưa chuột vào một trong 4 điểm của đối tượng thì sẽ xuất hiện góc quay. Chúng ta có thể quay lại chỗ thì tâm đang nằm ở đây. Chúng ta quay đối tượng, đồng thời các bạn bấm chuột phải. Chúng ta copy. Nếu muốn lặp lại bước này, chúng ta ấn Ctrl+D, Duplicate, đối tượng đó, chọn quay. Đây là chúng ta thực hiện đối tượng quay lại tâm. Giờ chúng ta muốn quay ở một tâm khác thì sao? Các bạn chọn Pick Tool, click vào đối tượng. Sau đó các bạn click thêm lần nữa thì sẽ ra góc quay và chuyển tâm đến điểm cần. Và các bạn di chuyển góc quay trên thanh menu này. Ở ô Angle of Rotation sẽ hiển thị góc quay bao nhiêu độ. Ví dụ như mình đang quay ở 5,2 độ. Bấm chuột phải copy, đồng thời nhấn Ctrl+D. Và chúng ta sẽ nhân đối tượng lên. Bắt đầu từ đối tượng ban đầu. Chúng ta dùng công cụ Bezier để tạo hình, sau đó kết hợp với công cụ Shape Tools để chỉnh sửa nét và cuối cùng là tô màu. Giả dụ chúng ta muốn vẽ lại đối tượng này. Đây là đối tượng ảnh nhé. Cách để vẽ lại đối tượng này đó là dùng công cụ Bezier. Click vào điểm A là điểm xuất phát, rồi click vào điểm B. Giữ chuột và uốn tay đòn bám sát đối tượng. Trong quá trình thực hiện, Muốn thay đổi hướng đi của tay đòn này thì nhấn nút C rồi đổi lên. Và chúng ta sẽ có được hình dạng đối tượng. Như thế, ta vẽ điểm tiếp theo. Làm sao khi vẽ, ta kiểm soát được tay đòn này. Các điểm mình đang vẽ lên đây, ta click vào điểm và thấy tay đòn có hướng 2 mũi tên. Ta muốn quay ngược lại, nhấn nút C là tay đòn sẽ quay ngược lại. Ta ấn vào điểm tiếp theo. Trong hình vẽ này, phân bổ điểm xa hay gần là do chúng ta, kiểm soát được thì sẽ tốt hơn. Tay đòn đang đi như vậy, được hiểu là điểm ở đây thì không vấn đề gì. Nhưng tay đòn mà nằm ở đây thì nó có vấn đề. Lúc đó nó sẽ dẫn đến tình trạng bị cong. Còn nếu chúng ta không thay đổi hướng mà vẽ ở đây luôn thì đường viền sẽ bị cong, không theo ý mình. Nếu gặp trường hợp này mà lỡ vẽ rồi thì ta ấn nút C để điều hướng lại. Kéo hướng vào đây và click vào điểm tiếp theo để uốn. Tay đòn này các bạn nhìn thấy có thể uốn trái, phải. Ấn nút C để thay đổi hướng. Tất nhiên lúc đó chuột vẫn phải giữ. Việc phân bổ điểm rất quan trọng. Chúng ta phân bổ điểm gần quá thì đối tượng sẽ không được mềm mại. Phân bổ xa quá thì sẽ khó kiểm soát. Chúng ta phải luyện tập nhiều, thao tác nhiều. Khi đó nó sẽ quen dần với cách quản lý điểm. Khi vẽ thì có lúc đối tượng sẽ bị hở. Khi đó ta dùng công cụ Shape Tools F10. Nếu ta nhấn Ctrl+Z, quay lại bước đó và đổi hướng bằng nút C để sửa ngay. Không để tình trạng bị hỏng. Việc này đòi hỏi cần có sự kiên nhẫn nhiều. Giả dụ đây là kết thúc điểm. Mặc dù phải đi qua đây mới kết thúc nhưng giả dụ đến đây là hết. Thì chúng ta sẽ có một hình như thế này. Ví dụ vẽ lại đối tượng thì các bạn luôn vẽ theo hình dạng của đối tượng và theo màu sắc. Ở đây chúng ta có hai màu xanh và đỏ là chính. Còn màu trắng thì chỉ có một phần. Chúng ta vẽ hết màu đỏ rồi mới chuyển sang phần màu xanh. Chứ không nên là đang vẽ màu xanh lại chuyển sang màu đỏ thì các bạn sẽ bị rối. Đối tượng này có hai màu thôi thì nó còn đỡ. Đối tượng nhiều màu thì rất phức tạp. Các bạn sẽ khó kiểm soát và bị nhầm. Sẽ dễ bị lẫn từ màu nọ sang màu kia. Sau khi vẽ xong thì ta chỉnh sửa. Sử dụng Shape Tool, chọn điểm kéo tay đòn và uốn. Chúng ta sẽ chuyển sang mục khác. Công cụ tiếp theo là công cụ Freehand F5. Chức năng của nó là vẽ những đường thẳng từ điểm A đến điểm B. Nếu như muốn vẽ một hình khép kín thì ta vẽ bằng cách từ điểm A đến điểm B. Sang điểm B, các bạn chú ý là chúng ta duplicate, click chuột 2 lần liên tiếp. Kéo đến khi nào điểm đầu và điểm cuối gặp nhau thì Freehand chỉ vẽ được những đường thẳng. Muốn chỉnh sửa thì công cụ Shape và dùng công cụ Curve. Chọn điểm và dùng Curve. Công cụ tiếp theo chúng ta đi là Artistic. Đây là nhóm công cụ vẽ đối tượng bằng nét cọ. Khi đó, nó sẽ vẽ đối tượng giống như các ông đồ, họa sĩ, thì nó có nhiều kiểu nét. Nét brush. Đây là thư viện của nó. Đây là các kiểu cọ. Nét cọ chúng ta đang đi là nét cọ brush. Chọn mỗi nét cọ thì thường có category, nghĩa là thư viện các kiểu nét của công cụ đó. Còn bên này là các nét mà chúng ta đang có. Vẽ ra sẽ được như thế này. Còn đây là độ mềm, Freehand Smoothing, độ mềm của nét cọ. Ta điều chỉnh trong khoảng từ 0 đến 100. Đây là Stroke Width, là độ dày của đường nét cọ vẽ. Mình có thể tăng giảm độ dày này. Đây là nét chúng ta vẽ sau khi điều chỉnh và chọn. Dạng thứ hai là nhóm Sprayer. Thì category của nó chủ yếu là đồ ăn hay âm nhạc. Ta có thể lựa chọn các chủ đề của nó. Ta vẽ một đối tượng. Các hình này có thể sử dụng để thiết kế menu cho các quán ăn, nhà hàng. Các nhóm khác như Calligraphic cũng tương tự như thế. Chỉ là khác nét vẽ thôi. Cả độ mềm, độ dày. Công cụ Artistic Media tạo ra các đối tượng có sẵn thành một nhóm. Nếu chúng ta muốn tách nó, Convert thành đối tượng thường, ta chọn đối tượng cần làm và ấn nút Arrange. Chọn Break Artistic Media Group Apart, Ctrl+K. Khi đó nó sẽ tách ra, xuất hiện một đường dẫn. Ta xóa đường dẫn đó đi. Sau đó chúng ta dùng lệnh Arrange, Ungroup. Sau đó chúng ta có thể tách từng đối tượng ra và trang trí phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đó là những công cụ trong nhóm Artistic. Cuối cùng là nhóm công cụ Pen. Công cụ này gần giống với công cụ Bezier. Ví dụ chúng ta chọn A làm điểm bắt đầu. Khi vẽ thì có những cái đường đi này. Đó là điểm khác của công cụ này. Công cụ này cũng có những tay đòn giúp kiểm soát đối tượng giống công cụ Bezier. Ta nhấn nút C này. Chúng ta cứ tiếp tục như thế, thay đổi hướng. Nhưng theo cá nhân mình sử dụng, thì những trường hợp này sử dụng công cụ Bezier sẽ hiệu quả hơn trong việc uốn, di chuyển hay nét vẽ sẽ mềm hơn, dễ sử dụng hơn. Đó là tất cả nhóm công cụ chúng ta làm. Các bạn thực hành thêm.